Ăn cơm ở đây bao nhiêu? Kỳ bà không kì... lấy. Không lấy, mẹ ao. Bảo tiền. Mẹ ao ngân. Bảo ngân. Tôi học tiếng Việt một năm rồi. Tôi thích Việt Nam. Du lịch Việt Nam. Thích Việt Nam. Thích Việt Nam. Cặp đôi Thái Lan tiết lộ điều đặc biệt này ở Việt Nam, netizen Thái lập tức quay xe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, thật bất ngờ khi mới đây, một cặp đôi nổi tiếng người Thái Lan đã đăng tải video nói về trải nghiệm tại vùng nông thôn Việt Nam, khiến cộng đồng mạng nước họ phải ngỡ ngàng và quay xe ngay lập tức. Trong video hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu chuyến hành trình đặc biệt của họ tại Việt Nam, xem rằng điều đặc biệt gì đã khiến người Thái luôn tự tin về du lịch của nước họ, lại tỏ ra ngưỡng mộ và lập tức quay xe dành nhiều lời khen có cánh cho Việt Nam chúng ta nhé. Các bạn thân mến, Nai và Ryder, một cặp đôi người Thái Lan với tình yêu mãnh liệt dành cho những cuộc phiêu lưu, đã quyết định cùng nhau khám phá những vùng đất xa xôi của miền Bắc Việt Nam. Với chiếc xe máy, họ bắt đầu hành trình từ những con đường mòn lấp ló dưới chân núi, nơi mà mỗi khúc cua đều mở ra những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ và hùng vĩ. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là ghé một cây xăng nhỏ ở ven đường tại Lào Cai. Khi Nai và Ryder bước vào cây xăng để đổ xăng, họ đã gặp một ông bác chủ cây xăng, người ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của họ so với những người khách địa phương khác. Sau vài lời chào hỏi xã giao, khi biết được cặp đôi đến từ Thái Lan, ông bác liền nở một nụ cười ấm áp và mời họ vào nhà uống nước, nghỉ ngơi. Điều bất ngờ đã xảy ra khi ông bác chủ cây xăng mời Nai và Ryder ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình. Sự mộc mạc, thân thiện của ông bác và gia đình đã khiến cặp đôi người Thái không khỏi xúc động. Ôi, họ tốt bụng vậy ư, mời người lạ ở lại ăn cơm mà không hề lấy tiền. Cặp đôi đã được tiếp đón bằng một bữa cơm giản dị nhưng đầy đủ hương vị quê hương Việt Nam, từ những món ăn đơn giản như rau luộc chấm nước mắm, trứng rán đến bát canh chua đậm đà. Từng món ăn, từng lời nói thân tình đã tạo nên một không khí ấm cúng, khiến cho Nai và Ryder cảm thấy như mình đang ở trong chính ngôi nhà của mình, chứ không phải là những vị khách xa lạ. Trong suốt bữa cơm, hai vợ chồng cùng ông bác chủ cây xăng và gia đình chia sẻ những câu chuyện đời thường. Họ không chỉ nói về cuộc sống, về phong tục tập quán, mà còn trao đổi những kinh nghiệm trong hành trình du lịch của mình. Gia đình ông bác không ngần ngại kể về những nét văn hóa độc đáo của vùng đất họ đang sinh sống, giúp cặp đôi hiểu thêm về con người và đất nước Việt Nam. Tất cả những điều này không chỉ khiến cặp đôi Thái Lan cảm nhận được sự hiếu khách, mà còn để lại trong lòng họ những ấn tượng khó phai về sự chân thành, ấm áp của người Việt. Sau khi bữa cơm kết thúc, cặp đôi tiếp tục lên đường với tâm trạng hân hoan. Chuyến đi của họ không chỉ đơn thuần là khám phá cảnh đẹp, mà còn là trải nghiệm những giá trị con người, văn hóa Việt Nam. Hành trình tiếp tục dẫn cặp đôi qua những con đường uốn lượn quanh các dãy núi, nơi mà những cánh đồng lúa bát ngát hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Họ không ngừng ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên và sự phong phú của văn hóa địa phương. Tại một ngôi làng nhỏ, Nai và Ryder đã tình cờ tham dự một lễ hội truyền thống của người dân tộc thiểu số. Họ được hòa mình vào không gian văn hóa dân gian với những điệu múa sôi động, âm nhạc dân tộc và những món ăn đặc sản của vùng đất này. Từng trải nghiệm đều là một cơ hội để họ hiểu thêm về cuộc sống và con người Việt Nam, mở rộng tầm nhìn và làm giàu thêm kiến thức văn hóa của mình. Không chỉ dừng lại ở việc khám phá văn hóa, cặp đôi còn dành thời gian ghé thăm các chợ quê, nơi mà họ có thể tự tay chọn lựa những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những loại trái cây tươi ngon và đặc sản địa phương. Trên hành trình về phía Bắc, họ còn có một cuộc gặp gỡ đầy thú vị với một anh cảnh sát giao thông. Khi bị dừng xe để kiểm tra, Nai và Ryder có chút lo lắng vì không biết mình có vi phạm điều gì hay không. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng, cuộc trò chuyện với anh cảnh sát lại diễn ra một cách thân thiện và vui vẻ. Anh cảnh sát giải thích rõ ràng những quy định cơ bản về giao thông mà còn chia sẻ với họ những mẹo nhỏ khi đi du lịch bằng xe máy tại Việt Nam. Sự cởi mở và nhiệt tình của anh đã giúp cặp đôi cảm thấy an tâm và tự tin khi tiếp tục hành trình. Cuộc hành trình của cặp đôi người Thái Lan không chỉ dừng lại ở những cảnh đẹp mà họ đi qua, mà còn là những trải nghiệm quý báu với con người Việt Nam. Từng nụ cười, từng lời nói, từng cử chỉ thân thiện mà họ đã nhận được đều góp phần tạo nên một bức tranh hoàn hảo về lòng hiếu khách và sự chân thành của người Việt. Những câu chuyện mà họ chia sẻ trên kênh YouTube là những trải nghiệm đáng nhớ, là lời cảm ơn chân thành gửi đến những con người mà họ đã gặp gỡ trên đường đi. Video chia sẻ trải nghiệm của họ đã nhanh chóng thu hút gần 200.000 lượt xem. Với hàng trăm bình luận từ người xem Thái Lan, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục trước những trải nghiệm mà cặp đôi đã có được ở Việt Nam. Sau đây là những bình luận nổi bật mà mình đã tổng hợp lại được. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé! Tôi thực sự bất ngờ khi thấy người Việt Nam lại có thể tốt bụng và hiếu khách như vậy. Trước đây, khi lướt mạng xã hội, tôi từng thấy nhiều thông tin tiêu cực về người Việt. Giờ tôi nghĩ những gì mình đọc chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí là sai lệch về con người Việt Nam.
Ồ, họ còn cho người lạ ở lại ăn cơm ư? Điều này thật sự khiến chúng ta phải nhìn lại cách mình đánh giá người Việt qua những gì thấy trên mạng. Thật sự quá bất ngờ khi tôi biết rằng người Việt Nam lại đối xử với người lạ như người nhà. Trước đây tôi đã từng tin rằng họ có thể lạnh lùng và không cởi mở, nhưng thực tế hoàn toàn khác xa. Trước khi tiếp xúc trực tiếp với người Việt Nam, tôi luôn có một cái nhìn không mấy thiện cảm. Sau chuyến đi năm ngoái, tôi đã bị cảm động bởi sự hiếu khách và lòng tốt của họ. Người Việt Nam rất tốt bụng và chất phát, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp, thật sự rất cảm động. Không chỉ với người Thái đâu, người Việt Nam đối xử tốt với tất cả du khách nước ngoài trừ Trung Quốc, tôi nghe nói như vậy. Thật ấm lòng khi thấy Knight và Ryder được đón tiếp nồng hậu tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc gặp phải cảnh sát giao thông có thể khiến họ hơi lo lắng, dù kết quả cuối cùng là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Câu chuyện về bữa cơm gia đình giản dị ở cây xăng làm mình cảm nhận được lòng hiếu khách của người Việt. Chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam vào dịp sớm nhất. Du lịch Thái Lan phát triển thật đấy, nhưng lại thua Việt Nam ở tấm lòng. Hãy học hỏi cách người Việt đối xử với du khách. Cảnh đẹp miền Bắc Việt Nam có góc nhìn của Knight và Ryder thật ấn tượng, và nông thôn của họ giàu có đấy chứ, hầu như nhà nào cũng to và đẹp. Tình cảm chân thành từ gia đình ở Lào Cai chắc chắn đã khiến cặp đôi xúc động. Tuy nhiên, những con đường uốn lượn quanh co có thể làm cho việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Mua sắm ở chợ quê Việt Nam, bạn có biết trả giá, mặc cả không? Giá cả và cách thức thương lượng có thể gây chút khó khăn cho Knight và Ryder. Cuộc gặp gỡ với anh cảnh sát giao thông cho thấy sự thân thiện của người Việt. Tuy nhiên, việc bị dừng xe kiểm tra bất ngờ cũng không phải là điều dễ chịu cho khách du lịch. Knight và Ryder thật may mắn khi được trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Dù vậy, việc đi xe máy trên những con đường núi có thể khá là nguy hiểm. Qua video có thể thấy cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vẫn còn nghèo nàn, nhiều đoạn đường đã xuống cấp. Có một điều mình thấy rất thú vị trong câu chuyện này là cách mà họ tiếp cận với văn hóa địa phương. Họ không chỉ đến ngắm cảnh mà còn muốn tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống của người dân. Điều này đã giúp chúng ta hiểu thêm về Việt Nam. Các bạn thân mến, người Việt Nam trước nay luôn nổi tiếng với sự hiếu khách và lòng tốt bụng. Sự chào đón nồng nhiệt mà du khách nhận được khi đến Việt Nam là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Ví dụ điển hình như trải nghiệm của cặp đôi người Thái Lan này. Những bữa cơm gia đình ấm cúng mà các gia đình Việt Nam sẵn lòng mời du khách, dù bữa cơm có thể chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng lòng mến khách và sự chăm sóc tận tình mà người Việt Nam dành cho khách lạ là điều rất đáng quý. Sự hiếu khách của người Việt không chỉ thể hiện qua việc mời du khách dùng bữa, mà còn qua những hành động nhỏ như giúp đỡ khi khách gặp khó khăn, chỉ dẫn đường đi, v.v. Các du khách thường cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ người dân nơi đây. Điều này đã giúp họ cảm thấy như mình đang ở nhà, chứ không phải những người xa lạ. Nhiều du khách từ các quốc gia khác đã chia sẻ những trải nghiệm tích cực về sự nhiệt tình và tận tâm của người Việt mà họ nhận được trong suốt chuyến đi của mình. Họ cảm thấy được chào đón và trân trọng, và điều này đã tạo nên những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là cách mà người Việt Nam đối xử với du khách khi họ gặp phải các tình huống bất trắc. Ví dụ, nhiều du khách đã cảm ơn người dân địa phương vì sự giúp đỡ nhiệt tình khi họ gặp phải sự cố. Từ việc chỉ đường đến việc hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp, sự quan tâm và tận tâm này không chỉ giúp giải quyết vấn đề ngay lập tức mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp và lòng hiếu khách của người Việt Nam. Sự tốt bụng và lòng hiếu khách của người Việt đã tạo nên một hình ảnh tích cực về đất nước và con người Việt Nam. Khi bạn bè quốc tế rời Việt Nam, họ không chỉ mang về những kỷ niệm về cảnh đẹp và văn hóa, mà còn là sự cảm kích sâu sắc về lòng tốt và sự chào đón nồng nhiệt từ con người nơi đây. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Nếu thấy video này hay, hãy like và chia sẻ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.